Khi chánh pháp diệt, trọng chỉ tượng pháp và mạt pháp. Hiện tại đúng là thời kỳ mạt pháp. Chúng sanh đời này thiện căn thua ngày xưa, nhưng trong đó nhất định vẫn có người trong đời trước tu nhiều công đức, là người hiện tại cúng Phật niệm Phật, nên gọi là trong các thiện căn đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Chúng ta đọc đoạn văn này, cảm khái rất sâu sắc. Trong Nhân Dương Kinh Sử nói rất hay, thực tế mà nói, Phật pháp không phải định pháp. Phật pháp rất hoạt bát sống động. Trong chánh pháp có tượng pháp, có mạt pháp. Trong tượng pháp có chánh pháp, cũng có mạt pháp. Trong mạt pháp cũng có chánh pháp, cũng có tượng pháp. Điều này quý vị đồng học có hiểu chăng? Nếu hiểu được cách nói này của Nhân Dương Kinh Sử, quý vị sẽ biết thế nào là chánh pháp. Có dạy, có hành, có quả, có chứng. Có được quả chứng, đây là chánh pháp. Chúng ta ngày nay có dạy, có hành, niệm Phật thật sự giảng sanh. Hành là gì? Hành rất quan trọng. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra tất cả đều buông bỏ hết. Nhất định giảng sanh thế giới cực lạc. Đây là thời gì? Là thời chánh pháp. Đại chúng sống trong mạt pháp, quý vị trú trong chánh pháp. Quý vị có biết chăng? Cần phải hiểu đạo lý này. Sanh vào đâu là chánh pháp? Sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, cũng chính là nói thượng phẩm thượng sanh. Đại sư Thiện Đạo nói tứ độ tam bội cửu phẩm luôn ở chỗ gặp duyên khác nhau. Ngày nay chúng ta gặp nhân duyên tố, sống trong thời chánh pháp. Tiếp theo gặp được nhân duyên, đã gặp được nhân duyên rồi, có dạy, có giảng kinh, có nghiên cứu kinh giáo, cũng có hành, không có chứng, có thể giảng sanh. Giảng sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, đó chính là tượng pháp. Có nhiều chăng? Nhiều, rất nhiều. Niệm Phật giảng sanh vào cõi đồng cư, cõi phàm thánh đồng cư. Sanh đến cõi phàm thánh đồng cư cũng được oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Ở thế giới cực lạc, trí tuệ thần thông đạo lực không có gì khác với cõi thật báo. Chúng ta phải hiểu đạo lý này.
Nếu ngày nay chúng ta gặp được, có dạy, có học, không chịu niệm Phật, hoặc là niệm Phật tâm không chuyên, còn nghĩ đến những điều tạm nham của thế gian, rốt cuộc tay chân luống cuống không thể giảng sanh. Đó là gì? Đó là thời mạt pháp. Nếu như không có dạy, ở đây không có giảng kinh, không có học tập kinh giáo, đó chính là diệt pháp. Sao mạt pháp là diệt pháp? Từ điểm này chúng ta hiểu được giảng kinh dạy học rất quan trọng. Chỉ cần có giảng kinh dạy học, không có ai thực hành, không có người thật sự giảng sanh, đó cũng là mạt pháp. Không còn giảng kinh dạy học, pháp sẽ gì? Bởi thì bốn loại pháp: chánh pháp, tướng pháp, mạt pháp, diệt pháp trong một thế gian đồng thời xuất hiện. Vào thời Đức Thế Tôn cũng có, Trung Quốc các đời cũng có, ngày nay cũng có, ngoại quốc cũng có, không có chỗ nào, thời nào mà không có. Đây là sống. Trong thời đại hiện tại này, trên thế giới người không tin tôn giáo ngày càng nhiều. Chúng tôi kiến nghị lên Vatican, nhất định phải kêu gọi mỗi tôn giáo phải quay lại với nền giáo dục, phải dạy học, phải tu hành chân chánh, phải có thành tựu thật sự. Đó chính là chánh pháp của họ. Hiện tại tuy là thời kỳ mạt pháp, đích thực có một số người, chúng sanh thiện căn không như trước, là chỉ đại đa số, nhưng vẫn còn số ít gần giống người xưa, thậm chí có số ít vượt qua người xưa. Thật sự đặt Phật A-di-đà trong tâm, ngoài Phật A-di-đà ra không có bất kỳ ý niệm nào nữa, người này vượt qua người xưa. Vì sao vậy? Chúng ta tin họ chắc chắn được thượng phẩm thượng sanh. Y theo giáo huấn trong bộ kinh điển này, lý luận đạo lý của bộ kinh điển này biến thành tư tưởng của chính mình. Tất cả giáo huấn trong này biến thành hành vi cuộc sống của chúng ta. Sao nó không phải là chánh pháp? Chánh pháp 100%. Cho nên sanh trong chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, diệt pháp đều là bản thân tình nguyện. Bản thân chúng ta bằng lòng sanh vào giai đoạn nào thì sanh vào giai đoạn đó. Đây gọi là được đại tự tại. Trong thời đại hiện nay vẫn có, nếu không có, thiên tai chắc chắn rất khủng khiếp, địa cầu bị hủy diệt. Chắc chắn có người trong đời quá khứ rộng tu các công đức, hiện tại vẫn có người cúng Phật, niệm Phật. Cúng Phật nhất định phải hiểu được ý nghĩa của nó. Đức Phật cần chúng ta cúng dường chăng? Không cần. Chúng ta dùng phương pháp gì để cúng dường?
y giáo tu hành cúng dường là chân chánh cúng dường Phật. Ngoài ra Phật không cần gì cả, nghĩa là hy vọng quý vị y giáo tu hành, hy vọng quý vị ngay trong đời này thượng thượng phẩm giảng sanh. Đây gọi là công phu chân thật. Không những chúng ta chắc chắn giảng sanh, mà giảng sanh còn được nâng cao phẩm vị. Vì sao vậy? Vì cúng Phật. Phẩm vị càng cao, Phật càng hoan hỷ. Không thể không biết đạo lý này. Vì sao Phật hoan hỷ? Phật hoan hỷ vì quý vị thực sự thành tựu. Quý vị thành tựu mới thực sự có thể độ chúng sanh. Phật không phải vì bản thân, cũng không phải vì quý vị, mà vì tất cả vô lượng chúng sanh đau khổ. Quý vị xem, lại có thêm một vị Phật nữa độ chúng sanh. Càng nhiều Phật Bồ Tát độ chúng sanh càng tốt. Đây là điều Phật hoan hỷ nhất, gọi là chân thật cúng dường. Nên gọi là trong các gốc thiện. Gốc thiện hiện nay chúng ta đều biết. Gốc thiện là gì? Nhất tâm xưng niệm Phật A-di-đà chính là gốc thiện. Đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Lấy gốc thiện này hồi hướng cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, là chân thật cúng dường. Lấy gì để cúng dường? Dùng thiện căn tu hành của chúng ta để cúng dường. Thiện căn của thế pháp là không tham, không sân, không si. Bây giờ chúng ta nói đến năm điều: không ngạo mạn, không hoài nghi, tham sân si mạn nghi đều đoạn. Đây là thiện căn. Hoằng dương chánh pháp, chánh pháp hữu trú. Chúng ta có sứ mạng, có thể làm được. Khiến chánh pháp cửu trú ở thế gian có hai hạng người. Một người là hoàng pháp, một người là hộ pháp. Hoàng và hộ phải hợp tác mật thiết. Người hoàng pháp nhất tâm nhất ý chuyên chủ trên bộ kinh này, học lào thông kinh điển. Tôi không gọi là nghiên cứu, mà gọi là học thông suốt. Thông suốt nhất định phải tự mình làm được. Thực tế mà nói, quý vị biết bao nhiêu thì có thể làm bấy nhiêu. Nếu làm không được, chứng minh quý vị không biết, không thấu hiểu. Lời này trước đây Đại sư Chương Gia nói với tôi. Ngài nói Phật pháp khó hiểu dễ hành. Quý vị biết sao có chuyện làm không được? Nếu không làm được tức là không biết. Lúc đó tôi nghe lời này có cảm nhận rất sâu sắc. Nghĩ lại thấy rất có lý. Nhưng một số người lại nói tôi biết nhưng không làm được. Biến thành gì? Biết dễ khó hành. Rất dễ hành nhưng tôi làm không được. Thầy nói cái biết đó là giả, không phải thật.
Điều này 60 năm trước, Đại sư nói với tôi như vậy. Ông nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh Phật Pháp khó hiểu dễ hành. Hành rất dễ nhưng thật sự khó hiểu. Nên nói hiểu triệt để, biết được tự nhiên sẽ làm được. Vì sao có những hiện tượng này khiến chúng ta sanh ngộ nhận? Chúng ta nghĩ lại, trong đó cũng không phải không có đạo lý. Đó chính là chúng ta đối với những hiện tượng trước mắt, đây là hiện tượng giả, chưa thực sự hiểu rõ ràng, tất cả đều tưởng là thật. Tham luyến không buông được. Nếu hiểu thật sự, tất cả những hiện tượng này đều là hư không. Trong kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc, chỉ có Phật A-di-đà là thật. Nếu thật sự hiểu, trong tâm quý vị còn có những thứ dơ bẩn chăng? Còn có tạp niệm chăng? Không thể. Những điều này chúng ta ngày ngày đọc, nói ra đều biết, đều nói được, nhưng không làm được. Đó chính là tiêu chuẩn của Đại sư Chương Gia. Quý vị chưa thật sự hiểu thấu triệt, mà chỉ nghe người ta nói, hoàn toàn chưa vào cảnh giới này. Chúng ta phải thừa nhận điều này. Thừa nhận mới có tiến bộ, mới có thể không gián đoạn việc học. Nếu không thừa nhận, cho rằng chúng ta đều biết, như vậy vĩnh viễn không có tiến bộ, mà chỉ dừng lại một chỗ. Chúng ta không làm được, khẳng định chúng ta biết chưa thấu triệt, vẫn chưa thật sự rõ ràng. Ta vẫn có thể tiếp tục nỗ lực để hiểu nó rõ ràng triệt để hơn. Những vấn đề này kết hợp với khoa học hiện đại, báo cáo thành quả nghiên cứu khoa học của họ, có thể giúp chúng ta rất lớn. Vì sao vậy? Trong kinh nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, khoa học đã chứng minh đây không phải giả. Các nhà khoa học này họ không phải học Phật, họ chưa từng đụng đến kinh Phật, nhưng báo cáo nghiên cứu của họ lại giống như trong kinh Đức Phật nói vậy. Điều này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, phải tỉ mỉ dùng những điều này để giúp chúng ta quán tưởng, nghĩa là giúp chúng ta nhìn thấu. Nhìn thấu tự nhiên buông bỏ. Tập khí phiền não của chúng ta rất nặng, đây là thật không phải giả. Dùng phương pháp gì để đối trị? Pháp môn niệm Phật rất tiện lợi. Quý vị nói đoạn tận, nói thì quá dễ. Chúng ta chỉ có một ý niệm sẽ dễ hơn. Ý niệm này là gì? Một ý niệm chính là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có tạp niệm nào khác. Phương pháp này rất hay, rất dễ áp dụng. Nhưng căn bản của phương pháp này là phải nhìn thấu. Như vậy mới thật sự yên tâm áp dụng phương pháp này. Chỉ cần áp dụng, không cần thời gian dài, quý vị dùng 3 ngày, 5 ngày, quý vị sẽ phát hiện mình được đại tự tại. Có thể đạt được pháp hỷ sung mãn. Trong kinh nói, ban cho lợi ích chân thật, đã đạt được lợi ích chân thật,
thật sự đạt được đại tự tại. Những chúng sanh này do nhiều đời trước cúng dường chư Phật, niệm Phật tu thiện, nhờ oai thần của Như Lai này gia hộ, nên đời này có thể đạt được pháp môn rộng lớn như vậy. Những lời này đều là nói với chúng ta. Ngày nay chúng ta gặp được bộ kinh điển này, câu Phật hiệu này chính là pháp môn rộng lớn. Chúng ta gặp được biết bao nhiêu người mong muốn, Bồ Tát muốn cũng không đạt được. Ngày nay vì sao chúng ta gặp được? Những gì ở đây nói chúng ta phải lãnh hội sâu sắc. Trong nhiều đời kiếp quá khứ từng tu pháp môn này, trong đời đời kiếp kiếp từng cúng dường chư Phật Như Lai, có niệm Phật tu thiện căn, trong A Lại Già có căn này, trong A Lại Già thức có chủng tử này, có những công đức này. Cho nên bây giờ tiếp xúc, gặp được duyên này, Phật lực giá trị. Sau khi gặp có thể tin, cũng là Phật lực giá trị. Có thể hiểu vẫn là Phật lực giá trị. Phật lực giá trị bao nhiêu, mỗi người không giống nhau. Đây là đạo lý gì? Bản thân chúng ta có bao nhiêu công đức? Chúng ta có một phần Phật giá trị một phần. Chúng ta có hai phần Phật giá trị hai phần. Chúng ta càng tinh tấn, Phật giá trị ngày càng nhiều. Điều này rất rõ ràng. 26 tuổi lần đầu tiên tôi gặp thầy Phương, tôi theo thầy học triết học. Không ngờ đến một mục lớn của triết học, thầy giảng cho tôi về một mục gọi là triết học kinh Phật, khiến tôi nhận thức được kinh Phật hóa giải những điều ngộ nhận của chúng tôi đối với Phật giáo. Bao nhiêu năm về sau, tôi từng bước nâng cao lên. Đây chính là chúng ta nhiều hơn một chút, Phật sẽ gia hộ thêm một chút. Chúng ta lại nhiều hơn một chút, Phật lại gia hộ nhiều hơn một chút. Như vậy chúng ta mới biết ân lớn của Phật xưa nay chưa từng từ bỏ chúng ta. Chúng ta thật sự để Phật A-di-đà trong lòng, đem tâm này đổi thành Phật A-di-đà, tôi tin rằng giá trị của Phật A-di-đà là sự giá trị viên mãn. Không thật sự để Phật A-di-đà trong lòng, sự giá trị của Phật không được viên mãn. Không phải Ngài không viên mãn mà chúng ta không viên mãn. Giá trị của Phật chắc chắn là tương đối. Chúng ta có 10 phần công đức, Ngài giá trị 10 phần. Chúng ta có 20 phần công đức, Ngài giá trị 20 phần. Điều này động viên chúng ta rất lớn, động viên chúng ta thực hành. Như vậy mới thật sự đạt được. Chúng ta gặp được pháp môn này nên hạnh phúc may mắn rất lớn, tuyệt đối đừng bỏ qua. Đời này chúng ta đã gặp được cơ hội thành Phật. Nếu gặp pháp môn khác không thể thành Phật,
gặp được tiểu thừa cao nhất là thành A-la-hán, gặp được đại thừa cao nhất là Bồ-Tát. Gặp được tịnh tâm, đây là tịnh độ tam kinh, quý vị chắc chắn thành Phật. Pháp môn này là pháp môn vô lượng.